Vâng, để trả lời câu hỏi của anh là cái máy giặt khô này giặt được bao nhiêu cái chăn một mẻ nhé. Thì về bản chất và cái yêu cầu của cái máy giặt khô này thì người ta sẽ giặt cái đồ là những cái đồ vải cao cấp. Đấy, như các bạn nhìn trên màn hình đây thì đều là những cái đồ như vest rồi áo da, áo dạ, các cái loại đồ mà yêu cầu phải giặt khô. Về cơ bản thì những cái máy giặt này có thể giặt được chăn nếu cái chăn đấy là yêu cầu phải giặt khô. Đấy, như trên màn hình thì những cái đồ vest đưa ra sau cái mẻ giặt khô ấy thì nó sẽ được làm mới, làm sạch và nó không bị ảnh hưởng đến cái form của quần áo khi mà cho vào máy giặt khô. Đấy, bản chất cái dung môi giặt khô này thì rất là nhẹ, nhẹ hơn cả nước, cho nên nó sẽ đảm bảo cái không quần áo không bị mất form. Đấy, đồ vải thì nhìn rất là mới, bóng và nó mượt. Đấy, chất liệu của vải được phục hồi. Đấy, các bạn có thể